cho chim một lỗ phụ chip xe ăn một hộp phụ chip xe ăn không bài gánh như cô chứ cô ơi. Người ta đầu óc ta trong sáng cái đó là ta hiểu rồi đó. Chip nữ nha em, nhưng mà mình chỉ nhìn cái set coi một set hai set xe gì để mình rút thôi. Còn con mẹ ở dưới, con mẹ mới nhập cái đơn rồi, con mẹ cực chết cực sống thôi cái gì. Con mẹ đó tối ngày soi nhiêu đó, tối ngày còn đầu óc con nhiêu đó, quá mệt mỏi vậy đó. Em chào cả nhà mình. Cả nhà chào em. Ôi cái lô này đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái lô này như mình đặc biệt là nó có size lớn nha, nó có đủ size cho mấy chế luôn chứ. Mà giá lại mềm nữa. Chỉ có 125.000 một bộ thôi. Bán bằng cái pyjama cho mấy chị luôn. Đẹp lắm. Định bán 135 mà thôi, bán cho mấy chị 125 luôn. Hàng đẹp mà giá mềm mấy chị. Đẹp lắm. Bộ em mặc là có size tới 75kg luôn nha. Size 2XL là 55kg. Là nó tương đương với size 2 mà đồ bộ em hay bán cho mấy chị đó. Size 2 là 55kg, size 3 là 60kg, size 4 là 65, size 5 là 70 và size 6 là 75kg. Hàng này là hàng cô tông mịn giúp em nha, 130.000 thôi mấy chị đẹp nhà em. Ủa anh 125.000 lộn. Đẹp lắm nha, mang gồ xịn sò luôn, phối với cô tông mịn. Mấy chị đẹp nhà em. Nè quần nè. Đẹp lắm. Em đang mặc size số 2 là rộng hơn em nè. Size 2 là 55kg nha chị. Nào mà mặc đồ bộ ở bên em mà mặc size 2 á, thì các chị cứ chốt bình thường nha. Cứ chốt đúng cái size giùm em. Size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Em có 5 size cho các chị. Đẹp lắm các chị. Bộ này là mặc bao sang và bao đẹp luôn. Có 125.000. Đá rất là đẹp luôn nha. Đá xà cừ. Trăm hai mươi lăm ngàn bao thoải mái bao đẹp luôn. Em xin chào chị Tuyết Mai, em chào cả nhà. Cả nhà vào rồi cho em xin một chấm đi cái chị. Cái lô này em về được có 100 bộ cho cái chị à, nên là chị đẹp nhà em tranh thủ nha. Nó được 1 2 3 4 5, có 6 họa tiết rồi mấy chị, 6 7 họa tiết rồi, không có nhiều. Còn quần lót chế còn nha. Đây, đang định giới thiệu với mấy chị nè. Nên mua đi mấy chị. Cái hộp nhìn thôi là đây thấy nó xịn. Cái hộp rất là dày dặn và rất là đẹp luôn nha. Đây còn nguyên tem nguyên ngáy cho mấy chị hết. Cái này em khui ra là em để em mặc luôn nè. Em cũng chừa lại 5-6 hộp em để dành em mặc. Tại vì mua á, mấy chị mỗi lần mà đi mua khó chọn dữ lắm. Em nói thật luôn á, khó chọn, với lại là mình mua sẽ không bao giờ được cái giá như thế này. Hàng của hãng là không bao giờ mua được cái giá mà 65.000 ba hộp đó chị, không có. Lẻ không là cái chị mua nó đã mấy chục ngàn rồi. Nếu mà cái vải su nó mềm vậy nè, nó có ba màu như thế này thôi nha các chị. Tại vì hàng sale của hãng nên là người ta vô hộp sẵn cho mình, là cái lốc mà người ta sale là nó, cái lô người ta sale là nó chỉ có vô mít ba màu như thế này thôi. Và em có hai size. Size M là cho cái chị đẹp nhà em mong tầm khoảng 90-91 trở lại là mặc vừa. Còn size L là mong 95 nha. Giải siêu giãn luôn. Su gân mặc siêu đẹp. Su gân này là đẹp hơn su lỗ và đẹp hơn su trơn các chị nha. Su gân rất đẹp luôn à, mét gừa gửi luôn. Xà vô là mịn mít nha. Mùa hè các chị mặc cái này là ok. Cái này á, là hàng cái này em thấy cái hiệu ở trong đây nó là hàng của thằng Dalit á. Hàng này là cái thương hiệu ở bên Quảng Châu á mấy chị nha, bên Quảng Châu á. Quần su kháng khuẩn nha. Đó. Rất là ok luôn. Đó, cái chị mua để dành đi 2-3 lót mình để dành mình mặc mấy chị. Mình mặc đồ lót tầm khoảng 3-4 tháng á, là 3 tháng hoặc 4 tháng mình đổi một lần nha. Đó, mặc cái này là xứng đáng luôn, rất là mát luôn, mùa hè cái chị mặc cái này là ok. Có ba màu này cũng rất là dễ mặc nè, cái chị nhìn nó giãn nè. Mềm lắm. Mềm và rất mát luôn. Mua làm quà tặng cũng rất là ok nha mấy chị.
đồ lót mình mặc trùng màu cũng không sao hết trơn đó mấy chị, miễn sao cái màu mình dễ mặc. Với lại là cái form này là không phải lưng cao, lưng vừa và ôm hết mông nha, cả nhà lưng vừa ôm hết mông. Tự thưởng cho mình đi chị, 8 tháng 3 tới rồi. 3 lót 6, 9 cái hả? 9 cái là mặc nguyên năm luôn. Nguyên năm có sao, có nhiêu 65, 180, 190 nghìn tiền đồ lót. Không ơi, cái chị mua 4 lóc đi mà mỗi quý mặc 1 lóc. Trời đất ơi, mặc theo quý. Mặc theo quý. Giờ gần hết quý 1 rồi thôi, giờ mua 3 lóc. 3 lóc đi. 3 lóc ra. Một hộp 3 cái 65 ngàn nha các chị ơi, nghe không có lầm đâu, không có nhầm đâu, đẹp lắm. Hai hộp M, hai hộp L, em chốt cho chị Anh Thi. Một hộp như thế này nó sẽ có 3 chiếc các chị, 65 ngàn nha. Hàng của hãng. Đồ em mặc giá chỉ có 125 ngàn thôi, chị Huy Lê. Em bao giá cho cái chị luôn và bao đẹp, hàng cô tông nha, hàng cô tông. Hàng cô tông nha các chị. Nó sẽ có là size 2 là 55 kg, size 3 60 kg, nó giống như form đồ bộ vậy đó. Để lấy đi không sao. Hộp 3 cái. Cô Cao Thị Huyền, cô Cao Thị Huyền là hồi nãy cô có chốt ở cái like trước chưa? Nhưng mà cô trước chốt ở cái like trước là có rồi đó. Một hộp 3 cái là 65 ngàn cả nhà. Quần su rất là xịn luôn. Các chị muốn mua thử thì các chị mua thử một hộp đi. Một hộp có 65 ngàn là mua về mặc thử. Nếu ưng thì giờ bữa mình mua tiếp. Nhưng mà lóc này em, cái lô này em về chỉ có 600 hộp thôi nha. 300 hộp size M và 300 hộp size L. Một hộp size M chốt cho chị Nguyễn Thu. Các chị mua thử đi, về mình mặc mà mình ưng thì mình chốt tiếp. Nhưng mà em bảo đảm với cái chị sẽ rất là thích, tại vì em cũng rất là kén trong cái đồ. Khi mà em mua hàng em rất là kén đồ lót á, rất là kén, mặc phải mát thoải mái co giãn nha mấy chị. 75 kg không có nha chị Hồng Hoàng ơi. Quần su này em có tới size 65 kg là tối đa hả? 65 kg là mông tầm khoảng 95-96 trở lại. Thật ra nó giãn nhiều lắm mấy chị, nó giãn thoải mái lắm nè. Cái này em đang cầm cho mấy chị là size M, là bung ra nó đã vậy rồi. Em chốt cho chị Hồng Tư một cái size, một hộp size M và một hộp size L chị. Ok. 65 ngàn rồi chị mua đi. Hôm qua là xưởng giới thiệu với em nó là cái su lỗ nha. Nhưng mà xưởng gửi lộn là su gân. Su gân nó đẹp hơn su lỗ nha. Nhưng mà lỡ gửi xuống rồi nên là người ta tính bằng giá luôn. Cái này là do nhân viên đóng lộn. Cái su lỗ nó không có đẹp bằng cái su này đâu. Vô tình mình lụm được hàng xịn nha mấy chế, hàng đẹp nha. Chị Cúc Kim cho em cân nặng chiều cao đi chị Cúc Kim ơi. Chị đặt hàng vui lòng cho em kỹ cái cân nặng chiều cao đi chị. Em đã tư vấn cho mình là em đã nói rất là rõ rồi đó, nên chị lên size giùm em mới biết. Em chốt nha, hàng có size thì mình phải lên size. Tại em thấy ở đây hôm trước mình cũng xả 1-2 đơn rồi nè, tại vì là không có nghe kỹ size gì đó nên chốt là xả 1-2 đơn rồi đó, nên là mình cho kỹ lại giúp giùm em xíu. Đúng rồi, bộ em đang mặc là quần đen ôm chị. Nó là thun cô tông nha, cô tông rất đẹp luôn. Đen là đen tuyền. Đây cái quần của nó như này. Đây nó sẽ có mài như thế này. Đẹp lắm. Phối với mango, đá này là đá xà cừ, đá nhiều màu ha, rất là đẹp. L là xưởng báo với em L là 65 kg đó chị. Nhưng mà em canh cái mông cho cái chị là tầm khoảng 95-96 trở lại thì cái chị mặc nó sẽ thoải mái nhất nha.
Bộ em đang mặc giá chỉ có 125.000 thôi đó chị. Đáng lý ra bộ này em bán cho mấy chị 135 nè, nhưng mà thôi bán 125 thôi, tại em về có 100 bộ à. Cái lô này á, là lò báo với em là có 500-600 bộ lận, nhưng mà em không biết là hàng như thế nào, nên là em lấy về thử cho mấy chị có 100 bộ thôi. Size 2 20 bộ, size 3 20 bộ, size 4 20 bộ, mỗi size từ size 2 đến size 6 mỗi size 20 bộ là đúng 100 bộ. Nên là cái chị mua, cái chị tranh thủ đi, cái này đẹp dữ lắm nha, giá lại mềm nữa. Chị Trần Mãi, hai hộp chip size mấy chế Trần Mãi ơi? Size M, size M là tầm khoảng 57-58 kg trở lại đó. Mong tầm khoảng 90-91. 90-91, mong em 90 lại mặc size M là thoải mái luôn đó mấy chị, vừa thoải mái đó. Ôm đẹp luôn đó. Quần ôm hết mông và lưng dừa, không phải là lưng cao. Size L là nó tầm khoảng 65 kg, mông tầm khoảng 95-96 trở lại cái chị mặc ok. Nếu mà canh theo ký là như vậy, còn canh theo mông thì nó là như vậy. Là em canh thoải mái cho mấy chị đó. Chưa, chờ em xíu là em sẽ lên bộ em đang mặc nha. Tư vấn quần này tí xíu cho mấy chị chốt xong cái này đi. Một hộp như thế này rất là lịch sự luôn. Và nó chỉ có 3 màu này thôi. 3 màu này cũng rất là dễ mặc nha các chị. Size 6 là 75kg luôn á chị Hồng Hoàng. Bộ này là đúng như đồ bộ của em đang, cái đồ xưởng của em luôn. Size 2 là 55kg, 360, 465, 570, 6, 75kg đấy nha, 125.000. Bộ này là cái chị mặc là em bao đẹp. Bao đẹp nha. Đẹp lắm. Ba cái, một hộp ba cái 65.000 chế. Hàng của hãng, giá rất mềm luôn. Cái chị mua đi, em canh mãi mới được cái hàng hộp này cho mấy chị nè. Hàng lẻ nhiều lắm, nhưng mà hàng lẻ em không có thích bán. Em thích bán hàng hộp về cho mấy chị à. Thích bán hãng vậy đó. Hãng, thường là hàng hãng mà cái chị mua là lẻ lẻ là nó rẻ nhất. Có những hàng là cũng cả 80-90.000, cả 100.000 cái đó mấy chị nha. Hàng su mà thường mà su mà em mua ở ngoài mà su cỡ 40-50.000 về chất dày cui mà không có được, mặt nực dữ lắm nực. Cao 1m65, nặng 65kg, rồi chị Cúc Kim là size L nha. Nhưng mà cái bộ của em đang mặc, chị 1m65 chị mặc sẽ bị ngắn cái quần. Được thì em chốt cho chị. Nếu mà chị 1m65 là chị mặc quần trên mắt cá đó, chị chịu thì em lấy cho. Một hộp size nhỏ là size M em chốt cho chị Đăng Khoa. Cho chị rút giùm em cái điện thoại đó chứ. Bộ em mặc 125.000. Ôi đẹp quá chị ơi. Vừa y luôn á chị đẹp. Quá mát. Xuất sắc. Chút ra là mẫu 47kg, 1m55. Mặt chị Cúc Kim nè chị Cúc Kim làm size L, một lóc size L, một hộp size L. Chị Đăng Khoa là một hộp size M. Chế Hoa Lê là hai hộp size L. Bộ của em đang mặc là cái chị nên chốt nha, đẹp lắm, giá mềm. Chị Trinh Nguyễn ơi, chị cứ nói với mấy bạn chốt đơn. Một chút xíu mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị cứ nói mấy bạn đổi lại cho chị size M được nha. Hai hộp size L cho chế Trần Mãi của ai chị? Chị Hoa Lê. Chị Hoa Lê size L. Tự nhiên nó chậm gì vậy ta? Mạng tự nhiên chậm gì vậy? Chờ em xíu mấy chị, tự nhiên mạng nó chậm quá. In hoài, in không ra, chờ nãy giờ. Chị bộ 4 hả? 125 là bộ Latin hả? Bộ em mặc. Dạ.
Bộ em mặc cái chị lên giúp em mã số 1 đi cái chị. 1.2, 1.3. Mã số 1, size số 2, size số 3, số 4, số 5 và số 6. Nó bằng với form đồ bộ cái chị mặc ở bên em. Bữa giờ hàng xưởng bên em cái chị mặc size nào, ví dụ bà ba mặc size nào thì bộ này cái chị mặc size đó. Hoặc là đồ bộ bên em bữa giờ size 2 là 55kg, size 3 60kg, size 4 65, size 5 70, size 6 là 75-76kg mặc vừa nha. Mã M1. Rồi cho chị đăng khoa nè. Mạng chậm quá, chuyện chậm nè. Biết bị gì nữa. Chị Trần Mãi. Chị Trần Mãi nãy em bấm bill chưa chị đẹp? Chị Trần Mãi có bill chưa? Chị Hoa Lê là có rồi đúng không? Chị Hoa Lê là hai hộp. Chưa, chị Trần Mãi chưa. Chị Trần Mãi với của chị Đăng Khoa. Một bộ size 6 cho chế Hồng Hoàng, mã M1, em đang mặc. Chị Trần Mãi là size L. Chị Đăng Khoa là size M. Dạ. Nè, có chị Hồng Hoàng bộ em mặc size 6 nè. Bộ em mặc size số 4 cho chế Hoa Lên. Đây này chế đây này chị lấy ra được nha. Cho chị Hoa Lên. Cái đó là 125 thôi đó. Có ghi giá không được, ghi giá luôn. Bà ba chiều nay em không có lên nha chế ơi. Cái này cũng 125 nha. Chị Hiền Trần chuyển khoản em nhận được rồi, chị Hiền Trần của chị 680 đúng không? Em có báo với mấy bạn rồi đó, em nhận được rồi. Rồi bộ em đang mặc là mã số 1, kèm theo size giúp em cái chị rất là đẹp luôn nha. Chị có 125.000 thôi, chất cô tông mịn rất là đẹp luôn. Đây, ở quần nè. 125.000, size 2 là 55kg, size 3 là 60kg. Nói chung là đồ bộ xưởng ở bên em cái chị mặc size nào thì cái bộ em đang mặc này cái chị mặc size đó giúp em là em có 5 size, size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Rồi chốt giúp giùm em mã số 1. Chốt em mã số 1, cái chị mã số 1. 45kg là mặt hơi rộng nha chị Đăng Khoa nha. 45kg là mặt hơi thoải mái đó. Rồi chốt giúp dùm em bộ này là mã số 1 nha cái chị, mã số 1. Rồi chị nào chốt quần chip nữa thì nói em nha. Mua thử đi mấy chị. Rồi mai mốt ok thì mấy chị mua tiếp. Rất là ok luôn. Hàng đẹp nha. Hàng đẹp em mới nhập nhiều cho mấy chị vậy đó. Rồi lên với em bộ này là mã số 2 cả nhà ơi. Em đang mặc là mã số 1 nha. Chốt em bộ này mã số 2. Đẹp lắm. Trời ơi cái vải nè mấy chị. Cầm vô là chỉ có ghiền thôi nha mấy chị. Cái mango nè. Mango nó có độ co giãn luôn á. Mango là có độ co giãn luôn. Đẹp lắm. Hàng xịn sò cho mấy chị luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 2 nha. Lên giúp giùm em là 2 kèm theo size. Mã M2 kèm theo size giúp em. Mã số 2, size số 6 em chốt cho chế Hồng Hoàng. Cái này em có từ size 2 đến size 6 luôn. Lên giúp em mã số 2 kèm size cái chị. Mã số 2 kèm size. Size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Rồi chốt em bộ này là mã số 3. Mã số 3 giúp em. Đẹp lắm chị nào mà 7 mấy ký mặc bộ này là em bao sang và bao đẹp luôn. Mã số 2, size số 4 cho chế Nguyễn Hoa. Lên giúp giùm em bộ này nha. Đó này chị đẹp lắm. Lên giúp em mã số 3 kèm theo size giúp em. Mã số 3 nha. Mã số 3 kèm theo size và kèm theo số ký. Các chị thông cảm nha. Đơn hàng, tất cả đơn hàng em sẽ gọi lại để em xác nhận đơn cho mấy chị. Không có đi luôn nữa, mấy chị đi luôn nó hơi lu bu mấy chế ơi. Nhiều khi lộn đồ lộn này kia, tại nhiều có mấy bạn mới vô, mấy bạn chốt đơn, mấy bạn kêu gầm nên mấy chị thông cảm nha. 70kg cao 1m65 thì mặc size số 5 nhưng mà quần sẽ bị ngắn nha chị Nguyễn Thu. Quần chị mặc trên mắt cá, một bộ 125.000 chị. Rồi lên giúp dùm em bộ này là mã số 3 cả nha. Mã số 3, chốt em mã số 3 nha. Đẹp quá chừng đẹp. Chốt em mã số 3. Cái gì đây, cái này chị chưa xác theo cái tự. Mỗi một chị chốt từ 2 bộ đi mấy chị. Lâu lâu mới có. Trời ơi, nè mấy chị. Hàng nè, hàng nè, hàng nè. Nè, đẹp chưa? Đó. Hàng nhìn cái với mặt thôi là biết ok đó. 1m65 là mặc quần ngắn nha chị Nguyễn Thu ơi. Trên mắt cá chị chịu không? Chịu thì em chốt cho.
Mã số 3 size số 5. Mới xem vải gì mang gò phối với cô tông chị. Cô tông mịn siêu đẹp luôn. Lên giúp em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này là mã số 4. Mã số 4 em có size cho các chị từ 50kg đến 75-76kg mặc dừa. Lên với em bộ này mã số 4 nha. Trưa nay em không có lên bà ba cả nhà. Bà ba bữa giờ ngày nào cũng lên trơn rồi. Ngày nào cũng lên trơn á. Tối qua cũng mới vừa lên xong. Dạ bà ba với bữa giờ là 4 ngày rồi, 3-4 ngày rồi mấy chị. Lên với em bộ này nha cả nhà. Chốt em bộ này nha. Mã số 4. Mã số 4 50kg là size số 2 cho chị Lan Nguyễn. 4.2 cho chị Lan Nguyễn. Dạ đúng rồi, mã số 4. À, bộ này mà 125 mà mấy chị không mua nữa, em không biết mua cái gì luôn đó. Cái này có một bộ luôn. Rất là đẹp. Xuất sắc thiệt chứ. À, trưa nay em không có lên bà ba chứ ơi. Lên giúp em bộ này là mã số 5. Chốt em bộ này mã số 5 nha các chị. Cái quần nó đẹp lắm mấy chị ơi. Trải dày dặn ha nè, cô công mịn. Rồi lên giúp em mã số 5 5.4 cho chới hoa lê. Nó đẹp. 5.4 cho chới hoa lê 125.000. Quá xuất sắc. Mã số 5 70kg cho chế Nguyễn Thu, 5.5 cho chế Nguyễn Thu, 5.3 cho chế Nam Nguyệt. Cái giải mango nó cũng đẹp nữa mấy chị. Thiệt luôn, mango quá thường xịn luôn. Nó có cái độ co giãn nè, các chị thấy không nè. Nó co giãn nè, em kéo nè, chị thấy không. Mã số 5 size số 6 cho chế Hồng Hoàng. Mã số 5 nha, mã số 5. Mã số 5 không có xe số 6. Rồi mã số 5 không có xe số 6 rồi chế Hồng Hoàng ơi. Chế Hồng Hoàng chốt qua mã số nãy có chốt mã số 3 chưa? Lấy mã số 3 đi, mã số 3 đẹp đó. Mã số 3 em có xe số 6 kìa. Đây giơ lại mã số 3 cho mình coi ha, mã số 3 đẹp nè. 5.3. 5.3 cho chế Triều Quỳnh. Từ từ đừng bấm như nó có bộ không vậy? Hả? Có bộ hả chị? Còn bộ nữa. 5.3 cho chế Triều Quỳnh nè. Rồi em còn 5.2, 5.4 với 5.5 hả chị? Hết luôn hả? Vậy là em còn 5.2 với 5.4. Chiếc 45kg là mông tầm khoảng bao nhiêu chị ơi? 45kg mông tầm khoảng bao nhiêu? 5.4 hết luôn, giờ chỉ còn 5.2. Rồi em còn có một bộ 5.2 à. 55kg trở lại mặt dừa. 45kg là mông tầm khoảng bao nhiêu ta? Mông tầm khoảng 7, mông to không chị? Mông 7 mấy 80 là mặc được nha. Tại vì quần chip mà cái gì mặc rộng quá nó cũng không có đẹp. Thường là em canh 45-46kg á. Thường là quần đó là người ta nói là 40 mấy kg. Nhưng mà cái mông cũng phải to to tí xíu. Cái mông lép quá mặt cũng không đẹp. Mặt rộng quá nó đâu đẹp đâu. Ví dụ như cái chị mua mà ví dụ 45kg mà mấy chị lập gia đình rồi á. Mấy chị lập gia đình rồi á thì cái mông của mình á là mặc vô nó sẽ đẹp. Còn ví dụ như còn con gái thì mua nên mua cái size nhỏ hơn nha. Còn con gái thì thịt của mình nó còn săn chắc rồi đó. Còn ví dụ như chị nào đã có lập gia đình rồi, có sinh rồi thì ok, mặc được. 40kg mặc không được đâu chị Trầm Mãi ơi, nhỏ lắm. Nè cái này là mã số 3 nè chị, mã số 3 nè. Tại vì không phải là mình lấy quần chiếc là quần đồ trong ở trong cái chị mặc nè, nó cũng vừa vừa tí xíu, rộng quá mặt nó không có đẹp. Chỗ em này, đây mã số 3 nè, chị Hồng Hoàng không chịu bộ này hả? Cái này đẹp nè chị. Mà tuyết này đẹp nè. Lên giúp em mã số 3 nha.
40 kg nhỏ người lắm chị ơi, không mặc không được đâu. Bốn mươi kg là thường mặc size S hoặc là mặc mấy cái quần nhỏ nhỏ thì ok. Lên với em bộ này là mã số 6. Đây góc là đẹp luôn. Mã số 6, mã số 1, size số 2 em chốt cho chế Hồng Tư. Số 1 là bộ em đang mặc. Rồi chốt em bộ này là mã số 6 cả nhà. Mã số 6. Đây bộ này đẹp nè. Mã số 6. Cái này đi với màu đen ok. Chốt em mã số 6 nha cả nhà. Mã số 6. Mã số 6 kèm size giúp em. Rồi lên giúp em mã số 7. Miền nó quay chậm đoạn. Mã số 7 đẹp chưa cả nhà. Chị nào thích sáng hơn tí xíu lấy bộ này nè. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. Từ size 2 đến size 6 nha cả nhà. Lên giúp em mã số 7 cả nhà mình ơi. Mã số 7. Bảy chấm bốn em chốt cho chế Hoa Lê. Trăm hai mươi lăm ngàn bộ chị Nhã Kỳ. 7.6 em chốt cho chế Thi Lệ. 7.4. Cái này cái chị nên lấy hai bộ đi, hai ba bộ mặc cái chị đẹp, càng đẹp mà rẻ. Mang gồ phối với cô Tông chị. Cô Tông xịn sò giúp em luôn nha. Rất là đẹp. Rồi mã số 8. Size 2 là 55 kg. Size 3 là 60 kg. Nó bằng với size đồ xưởng nhà em đó. Đồ thun bên em các chị mặc size nào thì bộ này các chị mặc size đó. Em có size từ 50 kg đến 75 kg mặc vừa. 7.3 em chốt cho chị Lê Cầm. 7.3 em chốt cho chế Triều Quỳnh. Rồi lên với em bộ này mã số 8 nha. Mã số 8. Chốt em mã số 8. Cô Tông chất dễ dày dặn, đẹp luôn. Chốt em mã số 8 cả nhà. Mã số 8. Em đang mặc là mã số 1 nha. Mã số 8. Quần đen hết chị Nguyễn Hoa. Không có cái nào là quần bông hết đó chị. Quần đen hết. Chỉ có cái bông phối ở trên này thì nó khác thôi. Bảy chấm sáu em chốt cho chế Cưng Cưng. 8.5 em chốt cho chế Nguyễn Thu. 8 cả nhà, đẹp. Chốt em mã số 8 nha. Không có size 1 chị. Cái này em có từ size 2. Size 2 là 50 đến 55, 56 kg mà. Không có size 1. 8.4 em chốt cho chế Lê Yến. 8.4 cho chế Lê Yến. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Chốt em mã số 8. Mã số 8 với mã số 1, size số 2 cho chị Nhã Kỳ. Chị ghi ở trong đây giúp giùm em là M8 với M1 cho chị Nhã Kỳ. Bộ này nữa hả chị, còn chưa lên đúng không? Là hết đúng không? Rồi, vậy là tổng cộng em có 9 bông cho các chị nha. Lên giúp em bên đây là mã số 9. Mã số 4 hả? Cho em mượn là mã số 4 chứ. Cái này là mã số 9 cả nhà, mã số 9. 125. Chốt em mã số 9 cả nhà, mã số 9.
Chú em mã số 9 nha. Bông đẹp quá. Đúng rồi, cái loại này loại khác chứ. 9.6 cho chế Châu Thị Liên. Em không có bộ lửng ôm chị Hồng Tư ơi. Em đa phần là quần dài nha chị, tại khách nhà em ít mặc lỏ lắm. Đây mã số 4 nè chị, mã số 4 đẹp lắm chế ơi. Chế cưng cưng ơi lấy đi 9.3 cho chế Nam Nguyệt. Cái này là mã số 4 nè. Đẹp xuất sắc. Số 4 em còn, mã số 4 em còn được có mấy bộ à? 9.6 và 9.6. Dạ. Em còn được size 3XL. À, số 4 mình còn 3 với 5 hả chị? 356. Rồi, số 4 em còn được 356 nè chị. Số 4 em còn được 356. 4.3, 4.5 và 4.6. Đây dán quần nè. Đây là dán quần. 9.5 em chốt cho chị Hạnh Nguyễn. Dễ mang gồ đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng rất là đẹp. Hàng này chắc hàng cũng bán shop thôi, bán gì á mấy chị, rất đẹp luôn nha. 9.6 với 4.6 em chốt cho chế Cưng Cưng. 125.000 hả chế Hương Trà ơi, đẹp lắm. Lâu lâu mới có một cái hàng cô tông mịn mà phối mango mà size bự vậy nè mấy chị. Em bảo đảm với cái chị luôn, chị nào mà 70 mấy ký mặc bộ này vô là siêu thích. Đẹp lắm, sang nữa. Chị Nguyễn Mai chốt cái gì size 5 chị ơi, chị lên cái mã số giùm em nha. Em có 9 mã số, em đang mặc là mã số 1 kèm size, cái này em đang cầm là mã số 4 nè. Em đang cầm là mã số 4 đó. Rồi cái này là mã số 9 nè. Cái này là mã số 9 nè. Vải có co giãn chứ chị, cô tông mà. Cô tông mịn giả này là siêu đẹp luôn. Giả nó dày dặn lắm nè. Thoải mái. Mua xong rồi quay lại mua tiếp đó mấy chị. Đẹp xuất sắc. 9.5 cho chị Nguyễn Mai. Rồi em hết 9.5 nha. Mã số 4 nha. Em còn 4.3, 4.5. Ngủ quên mới dậy hả chứ. Đây em lên lại bông cho mấy chị coi nè. Rồi nhìn form quần giúp em. Em là 1m58, em 50kg. 1m58, 50kg. Nè quần nè, coi giãn. Em mặc là rộng nha. Em 1m58, 50kg. Nói chung chị nào mà thích rộng rộng về thì chốt. Còn về cái chị thích ôm hơn thì cái chị cứ vuốt hai bên cái đường này vô giúp giùm em là ok nha. Size 2 là 55kg nha, size 3 là 60, size 4 là 65, size 4, size 5 là 70 và size 6 là 75, 76kg trở lại mặt dừa. Rất là đẹp luôn. $125.000. Mại vô, mại vô mấy chị ơi, bữa nay về hàng VIP mà giá rất là mềm cho mấy chị luôn. Em đang mặc là mã số 1 nha, rồi bây giờ em lên lại cho mấy chị nè. Em đang mặc là mã số 1. Mã số 2. Đây là mã số 2. Rồi cái nâu đẹp quá. Mã số 2 nha, mã số 2. Cái mango của nó này mấy chị. Nè, nó có cái độ giãn nhẹ nè, các chị thấy không? Đó, rất là đẹp luôn nha. Chốt em bộ này là mã số 2. Quá đẹp luôn, quá sang.
Cho em mã số 2 nha cả nhà, mã số 2. Em có 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 và 2.6. Size 2 là 55 kg ha, size 3 là 56 kg đến 60 kg, size số 4 là 61 đến 65 kg. Size số 5 là 66 đến 70 kg và size số 6 là cho các chị 71 kg đến 75 kg mặc vừa. Rồi hết thấy bình luận của mấy chế luôn rồi. Mạng bữa nay nó sao? Chị còn xem được không mấy chị? Sao bữa nay mạng nó cứ giật kì giật vậy ta? Còn mua cái này cho mẹ nè luôn. Bộ này đẹp nè em. Mua cái này cho mẹ đi. Mã số 2, size số 2 cho chị Lan Nguyễn. Số lớn áo có dài hơn không? Chị cao, chị cao bao nhiêu chị cưng cưng? Mã số 2. Em đang mặc size 2. Size 2 đúng rồi. Không, áo này là không có ngắn đâu chị. Áo này là mình mặc vừa luôn đó. Nè, thì cái áo form nó bự hơn nha. Còn chị cao bao nhiêu? Vậy chị sợ ngắn em xả ra nha. 2.5 cho chị Châu Thị Liên. Rồi vậy là của chị cưng cưng không có lấy đúng không? 2.3 chốt cho Lùng. Bộ này đẹp lắm á, Lùng mua cho mẹ đi. Bộ này là mẹ mặc bao sang bao đẹp luôn á. Size 3 là 60kg chị nha. Đẹp lắm đó chị cưng cưng ơi. Hàng này là hàng thiết kế đó chứ. Mặc đi đẹp lắm. Quần thì cái chị mặc ngắn thì nó thành quần chính tóc thôi, đâu có gì đâu, nó cũng đẹp mà. 2.6 còn không chị? 2.6 cho chế Bích Thủy. Hàng này đẹp nha, hàng này đẹp. Đáng lý ra em bán cho mấy chị là 135.000 đó, nhưng mà em bán 125.000 thôi cho các chị dễ mua. Hàng này là chị nào mà càng tròn người là mặc càng đẹp nha. Pyjama còn á chị Minh Son. Pyjama em còn, bữa nay em về cho các chị một lô chip, một lô pyjama Latin, một lô này, ba lô này, lô nào cũng tiện hết. Bây giờ là em chọn hàng cho các chị rất là kỹ rồi. Những cái hàng sale hàng này nè, em chọn hàng kỹ lắm. 2.4 em chốt cho chế Mai Trần. Mango phối với cô tông mịn chị nha, cô tông mịn rất đẹp luôn. Cô tông mịn dày dặn lắm. Cái quần nó là màu đen tuyền giúp em luôn nha các chị nè. Đây, em là 1m58 nè. Em mặc size số 2 là nó rộng nha, mấy chế nó còn rộng. Mấy bộ này là các chị mặc càng tròn người mặc càng đẹp nha. Mấy chị càng tròn người mặc càng đẹp nè, vải nè. Đó. Cho các chị thấy cái mango của nó mà nó có độ co giãn nhẹ nè, các chị thấy không? Em kéo nè. Nè. Đó, co giãn được 4 chiều luôn, cái mango này co giãn được 4 chiều luôn nha. Nhưng mà nó co giãn không có nhiều thôi, nhưng mà nó có vẫn có cái độ co giãn, các chị mặc ôm nó rất là thoải mái. Bộ em đang mặc là mã số 2. Bộ em mặc là mã số 2. Nó sẽ có là size 2, size 3, size 4, size 5 và size 6. Tương đương với size 2 là 55kg, size 3 là 60, size 4, 65, size 5, 70 và size 6 là 75kg. Lâu lâu mới có một cái logo tông mà hàng thiết kế như thế này mà hàng có size bự, các chị chốt đi đẹp lắm. Hàng không đẹp là em không có nói hoài để cho mấy chị lấy đâu, thật sự luôn á. 2.4 nè. Còn không chị? 2.4 hết rồi chế Hoa Lê. Em còn 2 chấm mấy chị? 2.3, 2.5 và 2.6. Em còn 3, 5, 6 cho mã số 2 em đang mặc. Cái này là mã số mấy rồi? Mã số 8 nè. Đây, mã số 8. Bộ em mặc là mã số 8 nè. Đây là mã số 8 nha chị. Chớ em mã số 8 nha, mã số 8. Cái
mã số 8 giúp em. Rất là đẹp nha. Cho em mã số 8, cả nhà mã số 8. Đây. 125.000. 8.4 em chốt cho chế Mai Trần. Đây này chị. 8.5 cho chế Nguyễn Hoa. Chị muốn mặc đi đâu cũng được trơn á, chị Hương Ngon mặc ngủ cũng được nữa. Rồi này mấy chị muốn mặc, mấy chị muốn thòi, mấy chị đi ngủ mà cái chị cảm thấy thoải mái thì chị vẫn mặc bình thường đâu có gì đâu. Đi chợ đi, mấy xé đi với con rồi nó sang hơn. 8.2 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Lan. Là hết. Bởi mặc nó là hết rồi. 8.2. Rồi em hết 8.2 nha. Mấy chị nhận đi, mấy chị nhiều khi em quảng cáo em nói nhiều quá, có nhiều chị không tin cứ lên hỏi tới hỏi dặn hỏi em hoài. Nói chung là hàng đẹp nha, hàng đẹp và giá mềm, em cam kết với mấy chị luôn. Đó, chị nào tin em thì mua. Chị Lưu Thị Nhuận ơi, thì em lên theo bông nè, chị ưng cái bông nào thì chị cứ chốt đi, còn thì em chốt, không còn thì em bán, chứ em lên theo bông chứ em đâu có lên theo size đâu chứ. Ví dụ em bật cái này là mã số 8 thì mã số 8 em báo là còn từ size 2 đến size 6 thì bây giờ là nó có size 5 trong đó luôn rồi đó. Chị ưng cái bộ này thì chị cứ lên 8.5 rồi có đơn nha. Em bán rẻ đó, shop khác bán 149k đó em, vậy hả chị Lan Nguyễn? Đó nè, khách của em, nó khách nhà em lên bình luận đó mấy chị. 125.000, mấy chị mua chỗ khác thì 150. Đó. Ship bên em là 25.000 trên đơn. Của người ta là ship 30.000. Rồi mấy chị cứ tự lựa chọn đi, muốn mua đâu đó mua. 8.3 cho chị Nhánh Lan Rừng. Hàng mà không đẹp em đâu có dám tự tin mà em bán cho mấy chị hoài. Trời, em bán là nó nằm cái uy tín của em trong đó nữa mấy chị nha. Em bán cho mấy chị em lời ít ít thôi, nhưng mà em bán được hoài hoài đó. Sau này mấy chị mua bên em một lần rồi mai mốt là còn tin tưởng để mua những cái mẫu khác nữa. Rồi, mã số 8 nha. Ok chị Hồng Tư nha, bên em sẽ dồn đơn cho chị. Mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho mình, mấy bạn sẽ đọc lại á, nên là có thiếu cái gì thì mấy chị cứ nói, mấy bạn bổ sung vô ha. Có thiếu đồ vùng chip gì thì cái chị cứ nói mấy bạn. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 6. Bộ này mã số 6 với chị. 75kg, cao 1m68 thì mặc bị ngắn chị Kim Phụng ơi. Đồ thiết kế này mà mấy chị cao trên 1m65 là mấy chị mặc nó sẽ bị ngắn. Rồi chốt em bộ này cả nhà. Bộ này lên giúp em mã số 6. 75kg thì em có, nhưng mà chị 1m68 thì mặt nó sẽ bị ngắn. 9.3 cho chị Lê Cầm. Chốt em mã số 9. Nè, để gần cho cái chị xem cái số của cái vải cô Tông Mịn nè mấy chị. Ê, mã số 6. Em xem 9. À, bộ số 9 là bộ này nha chị Lê Cầm. Số 9 là mã này nha chế. Số 9 là bộ này nè. Ok, em chốt cho chị 9.3 nha. Còn em đang mặc là mã số 6. Em cũng hết hồn. Chốt em mã số 6 nha. Mã số 6. Chốt em mã số 6. Cả nhà mã số 6. Trăm 25.000 một bộ Út ơi. Bộ này là Út mặc size số 2 chắc được Út. Mặc size số 2 chắc Út mặc vừa đó. Năm mấy ký bộ này chắc Út mặc size 2 được rồi. Em thấy bộ này là cái phân quần nó cũng thoải mái. Em mặc quần nó vẫn còn thoải mái. 125.000 bộ. Ship 25.000 trên đơn. Cô Tâm Mịn phối với Mango rất là đẹp. Rồi chốt em bộ này là mã số 6.
mã số 6 nha, mã số 6. Rồi, bộ này là mã số 5. Đây là mã số 5. Ồ, đẹp quá. Mã số 5 còn có mấy bộ à mấy chị? Còn có 2 bộ đó. Mã số 5 em còn mã có 2 bộ size 2 à. 55 kg trở lại. 55 56 kg trở lại thôi các chị. Lên giúp em bộ này là mã số 5 nha. Mã số 5 em còn 2 bộ size số 2. Chốt em mã số 5. Rồi chốt em mã số 5 đi cả nhà. Đẹp quá. Mã số 5 em còn 2 bộ size số 2 nha, 55 kg. Số 3 đẹp nè mấy chị. Hết size của chị rồi, chị Minh Son ơi. Mét 65, 65 kg. À, 2 bộ còn 2 màu à. Em còn màu hồng với màu xanh biển được không chị? Nhưng mà mét 65 thì chị mặc cái quần nó sẽ còn màu vàng đó. Vừa tới mắt cá tí xíu. Còn màu vàng nữa hả chị? À em còn được 3 màu. À đúng rồi. Còn màu vàng, màu hồng với màu xanh biển, chứ lấy màu nào em lấy cho. Đây chế Minh Son. In 3D rất là đẹp ha. Em còn được màu hồng, màu xanh biển với lại màu màu vàng đồng. Chế lấy nào em lấy cho, còn 3 màu à. Size đại em còn 3 màu. 125.000. Mã số 5, 5.2 cho chế Mon, ở chế Mon Ly nhiêu ký vậy chế Mon Ly? Bình thường chị mặc bên em là size 2 đúng không? Đúng không chị Mon Ly ơi? 55 kg. Đây còn 3 màu này chứ. Chứ lấy cái nào em lấy cho. Rồi cái này là mã số 3 giùm em nha cả nhà. Mã số 5 là nào vậy chứ? Mã số 5 là này. À bộ đó. Rồi chốt em bộ này là mã số 3. Ok chị Molly. 5.2 cho chế Molly. Xanh với hồng cho chế Minh Son. Ok chế Minh Son. Xanh biển với hồng cho chế Minh Son. Hai bộ. Rồi chốt em bộ này cả nhà. Đẹp quá. Chốt em bộ này nha. Ủa bộ này đẹp mà sao mấy chị không mua ta? Hả? Bộ này em thấy lên đẹp mà. Đứng lên mới thấy đẹp phải ngồi. Chốt giúp em bộ này nha cả nhà. Bộ này lên giúp giùm em là mã số 3. Mã số 3. Ờ, cái lô này đẹp quá. Mã số 3 là em còn đủ. Em còn đủ size cho mấy chị luôn á. 2, 3, 4, 5, 6 luôn không chị? Ok, 2, 3, 4, 5, 6 luôn nha. Mã số 3. Này như nãy em chưa lên rồi. Mã số 7 cả nha. Số 7 hết luôn rồi. Số 7 còn size 5 với mấy rồi? Còn size 5 với cái size đó đó. Còn cái size 5 với cái size đó. Ủa cái này nãy lên gòi rồi đúng không? Ờ, lên gòi. Mã số 7 em còn 7.3 với 7.5 cả nhà. 3.5 em chốt cho chế Hạnh Nguyễn. Mã số 7 em còn được 7.3 với 7.5. Em mấy ba mua hàng của chế nên giảm cân nay mua được rồi. Chúc mừng. Rồi em chúc mừng chế nha. Rồi chế từ size 6 mà chế xuống tới size số 4 luôn là trời quá chừng kỷ luật luôn rồi. Ok chúc mừng chị nha. Chủ shop em từ size 1 lên size 4 luôn chị. Nó nhỏ nhỏ thôi. Chúc mừng đó. Chúc mừng chế Minh Son. Chủ shop em biết tâm mặc đồ đẹp cho nên tăng cân. 75 kg vừa trái Ngân Nguyễn. 75 kg mặc size 6 giúp em. Đúng rồi chị mua cho mẹ đi. Mẹ mặc bộ này là ok luôn á. Bao đẹp sang lắm. Được nha chị. 75 kg mặc size 6 giúp em.
Chúc mừng Trái Minh Son nha, quá quá xuất sắc chơi. Bà ba chiều nay em không có lên nha Trái Thu Trinh ơi, chị nào muốn mua bà ba em hẹn tối nay nha. Chiều nay em về cho các chị một lô hàng kiểu, đồ mới. Tối nay các chị có muốn mua đầu kiểu, nói chung là không biết cái kiểu đó là kiểu gì luôn nữa. Mới thấy cái bill của chị Tư em gửi qua à. À, chiều nay lên tới là tối em like cho các chị luôn nha. 125.000 một bộ, cái giá tiền thôi, bộ em mặc 125.000. Rồi bộ em mặc các chị lên giúp em mã số 7 đi các chị. Em còn 7.3 với 7.5 đẹp quá nè các chị. Cô Tân Mỹ phối với mango 125.000. Em có size cho các chị từ 50kg đến 75-76kg mặc vừa. Nè, giả nè mặc siêu đẹp luôn nha. Mấy bộ này là mấy cô hoặc là mấy chị mà tròn tròn người đó mặc là bao gọn và bao sang, gọn người và sang lắm. Ủa cái này đâu phải mã số 7 chứ, chứ lộn rồi. Cái này hình như cái này mới mã số 7 nè. Em coi trong cái điều của cái nó. Xin lỗi. Cái này không phải mã số 7, cái này là mã số 4. Em xin lỗi, mã này mã số 4 nha các chị. Em còn 4.3 với 4.5. Còn cái này mới mã số 7 nè. Nhìn qua cái này thấy đẹp quá, này mới là mã số 7 nè. Mã số 7 này em còn từ size 2 đến size 6, lên với em mã số 7. Rồi là hết rồi đó mấy chị, đủ đủ chín họa tiết cho các chị rồi ha. Cho em mã số 7 cả nha. Mã số 7 em còn được 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 và 7.6 luôn nha. Đẹp lắm. Chớ em mã số 7. Rồi, chiều nay em like tới đây thôi nha cả nhà. Em up like ở đây nha. Hẹn các chị đẹp nhà em tối em like tiếp. Chị Mai Trần mình 52kg, còn 62kg. Trời ơi, Chế ơi, em đi theo Chế đó. Em với Chế dắt tay nhau đi. Em từ 48kg em giảm em lên được 51kg rồi, 50kg. Em giảm được 50kg, từ 48 em giảm được 50kg. Qua cái Tết lên ký quá chừng luôn mấy chị. 7.5 cho chị Lưu Thị Nhuần. Ok chị. 7.3 cho chị Nhánh Lan Rừng. Hai chị em mình dắt tay nhau đi giảm cân được rồi đó Chế Mai Trần. À. 7.2 cho chị Ngân là ngon rồi ạ. Lấy cho chị mã 7 2 bộ 2 màu nha. Không, mã số 7 là em lấy cho chị là một 7.6 đúng không? Em lấy cho chị một bộ 7.6 nè, rồi chị chọn thêm mã gì nữa? Với bộ này được không? Bộ này còn size 6 thôi chị. 7.6 với 8.6 được không chị? Nè bộ này mặc cũng đẹp cũng sang nữa nè. Được không? 7.6 với 8.6 được không chứ Ngân Nguyễn ơi? Bộ lụa là sao chị Lưu Thị Nhuận? Em đang mặc, em đang like cái mẫu này thì em chốt mẫu này chứ. Cái này là mango phối với cô Tông, chị chốt mã nào? Ôi trời, tự nhiên đang like cái mẫu này chứ chốt bộ hồi sáng like thôi, em quỷ đơn nha chị ơi. Chị chốt gì kỳ vậy? Chốt gì kỳ vậy? Cái này không kỳ đâu chị. Đây cái này không kỳ nè, 7.3 cho Chế Nhánh Lan Rừng. 7.6 em chốt cho Chế Ngân Nguyễn. 7.5 để lại. Chế Ngân Nguyễn ơi, không, bây giờ em đang like cái mẫu này thì cái chị vui lòng cái chị chốt ngay cái mẫu này giùm em, không chốt qua cái mẫu khác. Chốt qua mẫu khác nó lộn, nó lộn động lắm. Rồi 7.5 cho chị Lưu Thị Nhung nè. Mẫu hồi sáng lai là mẫu gì mấy Chế? Mẫu sáng lai là mấy Chế muốn coi mẫu Latin hả? Mẫu Latin size 60, size 65kg là em chỉ còn có 3 màu nãy em dơ lên cho mấy chị đó. Để em dơ lại cho mấy chị coi. Còn cái kia nó có 55kg à. Chị Ngân Nguyễn, chị Ngân Nguyễn ơi, chị Ngân Nguyễn còn trên like không? Trả lời giúp em đi.
Bộ em mặc là mã số 7. Bộ em mặc là mã số 7 nha. Mã số 6 là bộ nào nha chị? Đây mã số 6 nè. Này mã số 7. Đây đây mã số 6 nè, mã số 6. Đây mã số 6 đi chị. Mặc mấy cái này đen mà lên mấy cái màu này nó mới nổi nè, nó mới đẹp nè. Bộ này mặc trắng da lắm. Cái họa tiết này mặc lên trắng da. Chó em mã số 6, em đang mặc là mã số 6. Đây. Chó em mã số 6, chị Lưu Thị Nhân là chị cân nặng chiều cao bao nhiêu? Mã số 4. Ủa, không phải. Mã số 8, bộ này mã số 8. Đó mã số 3. Mã số 3 còn mình đó hả? Đâu có nó, bộ số 3 đó. Cọc đó. Chị Lưu Thị Nhân cho em cân nặng và chiều cao. Coi cái bộ Latin chị mặc vừa hay không. Bộ Latin em có size tới 65kg trở lại thôi, không có size bự. 66kg cao 1m6. Sao cái bộ này chị chốt tới size số 5 như vậy? Chị thích mặc rộng hả? Chị thích mặc rộng hả chị? Sáu chấm sáu em chốt cho chế cân cân. Ok 66.6 cho chế cân cân. Vậy là bộ Latin chứ mặt không có vừa. Chế Lô Thị Nhường ơi, Latin 65kg trở lại à. Chế thích mặt rộng mà chế mặt cái bộ đó là vừa luôn. Chị chịu không? Rồi mã số 1 đó chị. Mã số 1 là bộ đầu tiên nãy em mặc nè. Mã số 1. Chị Nguyễn Ngân lấy cho chị một bộ thôi chị. Lấy cho chị một bộ 7 chấm mấy đó, 7.6 thôi. Còn cái bộ kia không không có thấy chị trả lời. Khoan ha, khoan ha chút. Chốt em bộ này nha cả nhà. Mã số 1. Rất là đẹp luôn. Chốt em mã số 1. Rồi, em offline ở đây cả nhà ơi. Còn cái này là Latin này là 125.000 luôn nè. Latin in 3D rất là đẹp nè mấy chị. Em size đại là size 65kg trở lại á. Em còn chỉ có 3 màu này thôi. Màu hồng 7.3, đổi thành 1.3. 1.3 mình còn không chị? 1.3 cho chị nhánh lan rừng. Thôi chị không lấy 7.3 thì chị cứ nói với bạn nhà em xả ra. Latin size nhỏ còn với chị Hồng Tư ơi. Size nhỏ là size 55-56kg trở lại á. Chị là em còn nhiều lắm. Nãy em chưa có like tới cái size nhỏ, mới like size đại không à. Size nhỏ là size vừa vừa đó, là tầm khoảng 55-56kg trở lại. Rồi đây nha. Cái mẫu này là em còn được màu hồng nè, màu hồng phấn, màu xanh biển với lại là màu vàng, còn được 3 màu, size 65kg. Latin 3D cái chị ơi rất là đẹp. Cái bộ này là cái form quần, form áo gì mặc nó cũng vừa hết trơn á mấy chị. Bộ này đẹp. Mã 1, size số 6 cho chị cưng cưng. Còn không chị? Hình như hết rồi. Mã số 1 là bộ trên cùng á. Mẫu trên á. Còn không? Rồi ok. Chị cưng cưng xả bộ 6.6. Còn nè chị. Bộ rút này nè chị lấy luôn không chị Hồng Tư?
Bộ mèo nãy em dơ lên nè, lấy đi chị. Bộ này đẹp nè, bộ này sang nè. 55-56kg trở lại. Bộ này dễ thương lắm. Màu ruốc, chị lấy đi, bộ này màu sang nè, đẹp. Giải nó mềm ghê luôn á chị, mềm mát ghê. Da mẫu cái coi, chị đẹp, da làm mẫu cái coi chứ. Ok, nhạo ra liền. Đây. Giới hành, giới thiệu với mấy chị. Rất là đẹp chị luôn ha, vừa mặt luôn. Em 1m55, em 47kg nha mấy chị. 55-47kg đó, đó. Dạ còn thoải mái. Nói chung là đồ mặc nhà thì các chị mặc gì? 1m55-47kg. Thoải mái. 55kg là các chị mặc vừa dặn hơn, đẹp hơn nữa. Nói chiều dài, chiều ngang gì cũng ok hết nha mấy chị. Nói chung là bộ này là form, form được, form chuẩn đó. Cảm ơn màu. Rồi. Chị Hồng Tư lấy thì ok giúp em nha. Rồi em offline ở đây nha cả nhà. Chiều nay mạng nó làm sao mấy chị? Ok, chế Hồng Tư, em chốt cho chế Hồng Tư. Với lại bộ này á, cái chị quan trọng là cái cổ á, pyjama em sợ nhất là cái cổ nó bị thòng á. Cái chị mặc cái khum khum xuống á, nó rộng quá. Nhưng mà cái cổ này là vừa nha, cái cổ vừa mặc, cái chiều ngang nó, chiều dài của áo, chiều dài của quần đều là ok hết. Ok, em lấy cho chị rút, rút này là rút size nhỏ đó. Size 55kg là bằng cái bộ của chị mẫu mặc đó. Có một bộ đó luôn đó chị. Nãy em la em dở ra được có một bộ đó đó. Chị Đức Lê 62kg là em còn 3 bộ 3 màu. Nhưng mà nó cùng một bông nha chứ. Còn có 3 màu này nè, chị Đức Lê lấy không? 62kg. Lấy đi chị, em hết trơn size đại rồi đó. Bây giờ là em còn được có 3 màu này hả? In 3D rất là đẹp luôn. Em còn màu hồng phấn, màu xanh biển với màu vàng đồng. Đẹp lắm, 125.000 bộ rồi mấy chị. Sao bữa giờ cái nét của chị em không thấy kỳ vậy chị Đức Lê, sao kỳ vậy ta? Tối nay em like cho mấy chị nha. Tối nay là 6:30 hoặc 7 giờ nha. Tối nay em có mẫu mới, tối nay có đồ kiểu đó, mấy chị nhớ đón xem. Ok thôi chị Đức ơi, chị Đức ơi lấy không? Em lấy cho chị 3 bộ 3 màu này luôn, đẹp lắm chị. In 3D rất là đẹp luôn nè. Mấy bông nè mấy chị. Chị Đức ơi lấy không? Lấy em chốt cho. Ờ mạng chiều nay nó là sao á, mấy em nói mấy chị nghe không có, không có trời ơi mạng còn có 29 chị xem à. Chị Đức ơi là ok em hay là không em vậy chế? Bây giờ chế bình luận lấy hay là không lấy, em lấy cho. Tại vì chế nhấn em đọc ra là bài chữ không chứ không phải chữ ok đó. Chế nhấn lấy giùm em lấy cho chế 3 bộ. Rồi hơi xuống dưới coi mấy bạn chốt đơn có xả ra được màu nào nữa không. Chị lấy mấy bộ em lấy cho. Ok chị Đức Lê lấy. Trước tiên là em lấy cho chị, có muốn lấy thêm không? Có muốn lấy thêm màu nào nữa không? Hay là để chút xíu em coi có màu nào em đổi qua cho. Muốn lấy thêm thì em lấy thêm màu. Lấy thì chị đẹp lắm, cái lô Latin này đẹp nè. Em gom hết luôn được có 170 bộ. Đó là bạn là bảo một bạn 2 bộ hết rồi đó. Đẹp lắm. 75kg là mặc size số 6 đó chị Ngân Nguyễn. Em nói size số 6 là em bao vừa cho chị mà. Cái bộ cô tâm mịn đó đó. Sao 75kg mẹ chị cao bao nhiêu? Cao mấy 56, 57 trở lên là chốt cái bộ đó đi. Em bao vừa à? Vừa mà đẹp nữa đó.
Là cái bộ hồi nãy em lấy cho chị là một bộ 7.6 rồi đó. Rồi em hỏi chị là lấy bộ 8.6 chị ok không, mà chị không có trả lời em nè. Rồi không thì lấy thử một bộ 7.6 về cho mẹ chị mặc thử đi. Rồi chốt 3 bộ 3 màu cho chế Đức Lê. Đây em bung cái bộ size 6 ra cho chị coi nè. Cho em bộ size 6 đi chế, bộ mã số lấy mã số 8 đi. Nè, em bung cho chế xem nè chế. Tại nãy em cầm cái bộ size số 6 rồi. Nè, chế nhìn phân quần nè. Bao vừa luôn nha, bao vừa luôn, phân quần to lắm. Đây. Số 6 nè, 75 kg nè. Nè, cái áo nè. Đây chế đẹp nha em, đây. Ok không? Bự lắm, 75 kg là vô tư. Nè. Sáu XL đó. Không, nè. Cái bo chỗ này nó cũng giãn nữa nè. Nè nó bự ra vậy nè. Đó, mẹ mặc ok em nghe. Em lấy cho chị bộ này luôn nha. Bộ này em còn bộ 8.6 nè. Đó, màu này là mẹ mặc ok nè chị. Em lấy cho chị bộ này luôn nha, 8.6 với 7.6 là được hai bộ, để em kiếm cho chị thêm một bộ nữa. Bộ nâu đó thì chết, nâu đó còn size 6 không? Bông nâu. Rồi ok, còn bộ bông nâu này, rồi em lấy cho chị luôn nha. Đây. Ba bộ ba màu cho mẹ luôn. Ok hết chế. Đây còn bộ này nữa nè, đây không? Đó. Ba bộ nha. Chị cứ lấy về đi, nếu mà mẹ chị mặc không vừa thì cứ gửi lại em đổi cho. Chứ em thấy cái này là mẹ 75kg là ok đó. Nè, thoải mái luôn nha chị. Em lấy chị bộ này luôn nha. Đó. Mặc đẹp mà mặc sang nữa. Mặc đẹp nhớ gửi hình cho em nha. Rồi ba bộ nha chế, ba bộ nha. Rồi, ok chế, ba bộ. Chế Ngân Nguyễn. 125.000 bộ à chị Trần Tí. Cô tông mịn phối với mango hàng đẹp đó. Áo bà ba lẻ em còn như là tối đi chế trong với trọng Khang Châu. Tối lên bà ba. Tối nay em có một lô đồ kiểu mới về cho mấy chị, để chút xíu em xuống em khui hàng ra coi, hàng mới về nè. Để em khui ra coi kiểu gì, tối em like cho mấy chị. Tối nay tầm khoảng 6:30-7 giờ nha. Nếu như mà sớm thì em sẽ like cho mấy chị 6:30, còn trễ thì 7 giờ. Nhớ đón xem like buổi tối nha chị. Tối nay có đồ mới. Ủa bữa nay về đồ mới 3-4 lô luôn. Ngày là đại tiệc đồ mới chứ. Nay đồ xịn không mà mấy chị. Giờ mấy chị đi cơm nước đi mấy chế. Tối nay 6:30-7 giờ. Nhớ bấm theo dõi trang hàng đẹp giá rẻ của em nha, để cập nhật mẫu nha. Rồi em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye các chị. Hẹn gặp lại tối nay cả nhà nha.